Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phân biệt cái sản phẩm tẩy da chết ngọc trai của Hàn Quốc, đấy, Smart Peeling. Đây là cái sản phẩm mà của hãng Surface Soap nha mọi người. Đó thì hiện nay thì cái sản phẩm hàng nhái trên thị trường có rất là nhiều. Đấy nên là nhiều bạn khi mà mua hàng thì chúng ta không biết là phân biệt như thế nào. Nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phân biệt nhá. Đối với cái sản phẩm tẩy da chết này thì hiện tại thì mình đang dùng cái sản phẩm này rồi. Đó các bạn thấy là cái tip này là nó gần như là hết rồi. Còn đây là cái mẫu mới này. Còn đây là cái hàng nhái này. Đấy, nếu mà nhìn qua thì các bạn sẽ thấy là đối với hàng chuẩn ấy thì các bạn sẽ thấy là cái màu của nó sẽ là màu nhạt hơn. Đó các bạn thấy màu nhạt hơn đúng không ạ? Hàng nhái thì bạn sẽ thấy là màu nó đậm, đấy, nó xanh lè ra ấy, xanh lè ra. Còn cái đối với cái hàng chuẩn thì màu sẽ là màu tím, đấy, màu tím mà nó kiểu dạng giống màu tím luôn. Còn cái này màu tím nhưng mà nó lại hơi pha sang xanh, đấy, nó là cho xanh đậm lên, đó. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn thế này thì rất là khó, đó, các bạn quay lại bên này mình nhìn cho mình này. Đối với hàng chuẩn thì nó sẽ có là cái full đấy các bạn, expensive đó, tức là hạn sử dụng này 0251 đấy 2025 đó, các bạn nhìn cho mình nhá. Đấy nó in rất là rõ luôn, còn hàng nhái thì các bạn sẽ thấy là nó không có in và các bạn nhìn sẽ không thấy đâu. Đó các bạn nhìn thấy cái này rất là rõ nhá. Đấy các bạn quay nhìn cho mình. Bởi vì cái sản phẩm này á, giá vài chục nghìn ở trên thị trường nó nhiều lắm nên là các bạn thấy là hầu như là các bạn mua, các bạn ham rẻ một cái là các bạn mua phải hàng nhái ngay. Đấy tiếp theo là các bạn nhìn cho mình này. Các bạn nhìn cho mình đối với cái sản phẩm chuẩn ấy thì nó cái vạch của nó này này, ở đây này. Đấy các bạn sẽ thấy là cái vạch của nó đậm hơn. Đấy, đậm hơn và rõ hơn. Đấy, đậm hơn và rõ hơn rất là nhiều so với hàng nhái đúng không ạ? Đấy các bạn nhìn cho mình, kể cả hai cái con ngọc trai này nó cũng khác hoàn toàn. Đấy cái con ngọc trai của hàng chuẩn ấy thì nó nhìn rõ là cái viên ngọc trai luôn, con ngọc trai luôn. Còn đối với hàng nhái thì bạn cứ thấy là nó màu nó cứ lòe nhòe mà không ra hình thù con ngọc trai gì hết. Đây các bạn sẽ thấy là cái con trai ấy thì nó sẽ có cái viên ngọc ở trong này, cái viên trai ấy. Đây nó sẽ có cái viên trai này rất là sáng, rất là rõ, nhìn rất là dễ luôn. Đó, bạn thấy rõ không ạ? Còn đối với hàng nhái thì bạn nhìn có thấy cái gì không ạ? Đó, các bạn sẽ thấy một màu xám xám, không thấy ngọc trai ngọc chiếc gì luôn. Đó, các bạn thấy dễ chưa? Đấy, cái này dễ phân biệt chưa? Đúng không ạ? Rất dễ nhìn. Đó, dễ nhìn kinh khủng luôn. Đó, đối với hàng chuẩn thì các bạn sẽ thấy là cái này nó nước nước pha pha một tí, hơi vân vân một tí. Nhưng mà cái hàng nhái thì các bạn sẽ thấy là nó cứ màu nâu nâu, nó đậm hết cả lên cái sản phẩm. Đó, các bạn thấy không? Đấy, cái hàng chuẩn nó rất là tinh tế nha. Nhìn nếu mà nhìn qua thì bạn nào mà nhìn là các bạn biết ngay. Cái hạn sử dụng của cái sản phẩm chuẩn thì nó ở trên này. Nhưng mà cái hàng nhái thì nó lại ở bên dưới này. Đó các bạn thấy chưa? Nó lại ở dưới này. Đấy là cái hoàn toàn là hàng nhái, là nhìn phát là các bạn biết sai rồi nhá. Đấy. Đấy, chưa đến nói đến là bây giờ mình sẽ mở kem cho các bạn xem. Đây hàng nhái đây, khi mà mình mở kem ra thì các bạn sẽ thấy này. Đây ạ, cái chất kem của hàng nhái đây. Các bạn sẽ thấy là cái mùi của nó rất là nồng. Đó. Còn hàng chuẩn của mình đang dùng đây ạ. Đấy, các bạn sẽ thấy là hàng chuẩn thì nó sẽ là màu nó sẽ là đậm hơn, đặc hơn. Đấy, màu đặc hơn, đậm hơn. Và nó thơm, rất là dịu. Đó, rất là thơm luôn. Còn đối với hàng nhái thì nó sẽ nồng và nhớt. Đấy, màu nó sẽ không đặc. Đấy, nó sẽ loãng và cái màu của nó không có được giống như màu trắng, nó hơi lơ lơ ra. Đó các bạn thấy rõ chưa ạ? Đó đó là cái cách mà mình đã phân biệt cho bạn rồi. Đó bạn nào mà muốn tư vấn rõ hơn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người nhá. Ok, xin chào cả nhà.